chào quý vị khán giả đang theo dõi Chuyên gia trong mọi nhà được phát sóng lúc 20 giờ trên kênh VTC6 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Việt Nam ước tính có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng bị vô sinh, hiếm muộn và tỷ lệ này vẫn có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Điều đáng nói là tình trạng này gặp nhiều ở các bạn trẻ mà sự hiểu biết về vô sinh của các cặp vợ chồng trẻ này vẫn còn rất hạn chế. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn ngày càng gia tăng cũng như biện pháp để hỗ trợ điều trị căn bệnh này là gì? Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã có buổi trao đổi cùng với bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Viện RAP, Trung tâm Sức khỏe Sinh sản để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Dạ vâng, xin chào chuyên gia. Chào quý vị khán giả, chào Minh Châu. Và thưa quý vị, số phát sóng lần này của chúng tôi có sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Nova Pharma CTK. Hy vọng sẽ mang đến cho quý khán giả thật nhiều thông tin hữu ích ạ. Dạ vâng, chuyên gia thân mến, chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay tình trạng vô sinh hiếm muộn ngày càng trở nên phổ biến và có xu hướng là trẻ hóa, có đúng không ạ? Vậy thì không biết là nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng này? Xin mời chuyên gia chia sẻ ạ. Các cái bệnh lý mà dẫn đến gây vô sinh ấy thì nó cũng có phần gia tăng lên, cho nên là cái tỷ lệ vô sinh nó cũng lại tăng lên. Ngoài cái chuyện mà cái tỷ lệ do cái chúng ta rộng rãi hơn trong vấn đề quan hệ tình dục, cho nên là dẫn đến những cái bệnh lý về lây nhiễm các cái bệnh qua đường tình dục cũng tăng lên, mà vì thế cho nên gây một loạt những cái bệnh lý của cái viêm nhiễm mà gây làm tổn thương đến cái hệ thống sinh sản là có. Kèm theo đó nữa là còn một cái bệnh lý khác mà thuộc về chuyển hóa, tức là cái bệnh lý về buồng trứng đa nang. Dạ vâng ạ, vậy thì dấu hiệu nào để nhận biết rằng là tình trạng vô sinh hiếm muộn ở các cặp vợ chồng trẻ ạ? Đối với các sinh sản phụ khoa thì có một cái quy ước là gì? Các cặp vợ chồng mà cãi nhau một năm không dùng biện pháp gì tránh thai mà không có con thì lúc bấy giờ phải đi khám hiếm muộn và vô sinh rồi thì được xét là hiếm muộn, và dấu hiệu không là cái gì khác. Một năm mà hai vợ chồng vẫn quan hệ bình thường, tất nhiên cũng có những trường hợp là hai vợ chồng một năm mà không quan hệ được thì tôi cũng đã gặp rồi, nhưng mà hãy nói phổ biến đi, tức là vẫn quan hệ bình thường mà không có con. Dạ vâng ạ, vậy thì đối với những tình trạng vô sinh hiếm muộn thì chúng ta có những phương pháp điều trị như thế nào ạ? Nếu như mà bị tổn thương dính buồng tử cung thì buộc là phải có một cái thủ thuật ngoại khoa để tách cái dính ấy ra. Thế còn thì đối với lại trường hợp mà viêm nhiễm, tất nhiên là phải sử dụng kháng sinh thôi, chả có biện pháp nào khác. Cái nữa là cái gì? Là đối với những cái trường hợp mà bị tắc vòi trứng. Tắc vòi trứng thì chữa hết viêm thì chưa chắc đã hết tắc, vẫn tắc. Thế thì người ta có thể thử thông tắc, nhưng cái khả năng thông tắc để thành công rất thấp. Thì lúc bây giờ người ta phải nghĩ đến làm cái thụ tinh ống nghiệm. Còn cái nữa là cái mà do cái rối loạn cái việc mà rụng trứng, thường khi là cái buồng trứng đa nang. Thế thì là vì có người thì là buồng trứng nó không phát triển, thì không nói là những trường hợp đặc biệt, rồi còn phổ biến là buồng trứng đa nang. Thế thì lúc bây giờ người ta nghĩ đến chuyện can thiệp bằng thuốc. Và trên thị trường hiện nay thì tôi thấy có một vài sản phẩm đang rất là được ưa chuộng trong việc là hỗ trợ vô sinh hiếm muộn ở nữ giới, có thể kể đến như là Ovamed Plus hay là Ovamed Premium chẳng hạn. Vậy thì không biết là chuyên gia đánh giá như thế nào về thành phần hay là công dụng của những sản phẩm này ạ? Đối với lại là cái sản phẩm mà Ovamed Plus thì cái điều quan trọng nhất là nó có cái myo-inositol. Thì đấy là một cái chất mà người ta đã có những cái nghiên cứu và thống kê là cái chất đấy nó làm cho cái quả trứng nó phát triển tốt lên. Cái sản phẩm này nó có chứa myo-inositol, là một cái hợp chất mà làm cho phát triển trứng tốt nhất và làm cho cái khả năng rụng trứng được tăng lên. Còn cái thứ hai nữa là nó có cái coenzyme Q10, là một cái chất chống oxy hóa rất mạnh, phổ biến rồi, và nó là hỗ trợ cho các cái tế bào mô của cái buồng trứng cũng như là cái buồng tử cung làm cho niêm mạc nó phát triển tốt hơn. Ngoài ra nó còn có các cái những cái thành phần khác như là selen hay như là vitamin C, thì cái điều đấy là tôi cho rằng là với tất cả những cái thành phần và đặc biệt là myo-inositol ấy thì là một cái yếu tố mà hết sức là quý giá để cho những cái người mà trứng không thể phát triển được, hoặc trứng lép hoặc là bị buồng trứng đa nang. Cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm Ovamed Premium. Thì thành phần của nó ấy, có một cái thành phần rất là quý giá, tức là các acetin, carnitin, và cái nữa là arginine. Cái E là arginine ấy, thì là đều được kê từ lâu đến nay rồi, và cái hàm lượng ở trong cái này cũng rất là cao. Cái thành phần của nó có một cái chất để mà kích thích sản xuất ra cái NO, tức là nitric oxide, nó gây cái tăng cường chất đậm trứng,
Chúng ta biết rằng là cái hoạt động của buồng trứng là các cái hợp chất như là progesterone, estradiol thì là nó cái hàm lượng của nó kích thích ngược lên tuyến yên để mà tiết FSH. Mà FSH thì mới quyết định cái việc mà tiết ra cái chất để mà kích thích trứng vỡ. Thì cái đường dẫn truyền ấy nhiều khi nó bị ách tắc, và cái NO ấy nó giải quyết được làm cho cái đường ách tắc đấy nó được giảm thiểu đi, và nó có thể dẫn truyền mạnh hơn để cho cái việc mà cái trên tuyến yên có thể làm cho FSH tiết một cách đầy đủ để cho cái quả trứng có thể vỡ ra được. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích đến từ chuyên gia. Và thưa quý vị, trong khi chuyên gia chia sẻ thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều kết nối từ quý vị khán giả. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối giúp Minh Châu tới số điện thoại có đuôi số là 122 để cùng lắng nghe chia sẻ của vị khán giả này. Chào chuyên gia và MC, tôi là Thu Hằng ạ, sinh năm 1986, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Lần mang thai đầu tiên cách đây 8 năm mang thai tự nhiên và sinh mổ. Hiện giờ tôi muốn sinh thêm em bé nhưng mà kinh nguyệt không đều. Đi khám thì được bác sĩ báo buồng trứng đa nang, khó mang thai tự nhiên được. Theo dõi chương trình, tôi thấy chuyên gia chia sẻ về sản phẩm Ovamed Plus là giải pháp tốt cho liệu pháp hội chứng buồng trứng đa năng nhằm mục đích phục hồi quá trình rụng trứng. Với tình trạng hiện giờ của tôi thì có thể sử dụng được sản phẩm này không ạ? Mong chuyên gia tư vấn giúp tôi. Nếu như bạn sử dụng chẳng hạn như là Ovamed Plus thì như là tôi đã phân tích từ ban nãy là cái chất chứa ở trong nó của nó là myo-inositol, thì là cái chất mà làm cho trứng phát triển rất tốt, là hiện nay là đấy là cái chất mà tốt nhất mà đã được tìm thấy. Thì cái việc mà sử dụng cái này kèm theo cái thành phần mà nó có các cái hợp chất như là coenzyme Q10 hoặc là các cái loại vitamin hoặc selen hoặc tất cả các thứ đấy thì hỗ trợ cho sự phát triển trứng của bạn. Và cái việc mà bạn làm tức là có thể uống độ khoảng trong vòng 3 tháng và theo dõi được cái phần trứng của mình xem có phát triển hay không ấy. Thứ nhất là bằng cái biện pháp tự nhiên, hai nữa là có thể đi siêu âm để kiểm tra xem là cái điều đấy nó có phát triển đúng như mình mong muốn không. Thì tôi mong rằng là nếu như mà gặp thầy gặp thuốc thì cái điều ấy phát triển hoàn toàn tốt thì chúng ta không phải dùng đến những cái biện pháp mạnh tay và tốn tiền nhiều hơn. Tôi vừa nhận được yêu cầu kết nối điện thoại từ một vị khán giả tiếp theo. Xin chào bộ phận kỹ thuật ạ. Chào chương trình, em là Hồng. Vợ chồng em đã có một cháu gái 14 tuổi sinh tự nhiên, có kế hoạch sinh bé thứ hai. Nhưng kinh nguyệt em thì không được đều. Em có đi khám, bác sĩ cho biết là tắc vòi trứng và vô sinh thứ phát. Em đã mổ thông vòi trứng và có bơm tinh trùng mà vẫn không đậu con. Mong bác sĩ có thể tư vấn giúp em ạ. Vì từ 35 tuổi trở đi thì cái trứng của mình nó không tốt được như cũ nữa đâu. Thì vì vậy và nó sinh ra rất là nhiều những cái tai biến khác, những cái chuyện dị tật hoặc những cái tai biến trong sinh sản là rất nhiều. Cho nên ấy, là cái việc mà bạn vẫn thiết tha có đứa con thứ hai thì bạn có thể là sử dụng các cái sản phẩm như là cái Ovamed Plus hoặc là Ovamed Premium. Thì là tất cả những cái đấy có thể là làm cho bạn hỗ trợ cái khả năng rụng trứng. Và lúc bây giờ có thể chưa chắc đã cần phải làm thủ thuật IUI, có thể là bình thường cũng có thể có thai được. Thế thì theo dõi trong một thời gian ngắn, rồi cuối cùng nếu như mà không hiệu quả phải đi khám để nhận được cái tư vấn của bác sĩ một cách chắc chắn. Vì các cái sản phẩm đấy có thể hỗ trợ được cái buồng trứng cho bạn. Cái sản phẩm của viên Ovamed Plus và cái Ovamed Premium thì rất đáng để chúng ta ứng dụng cho những người phụ nữ vô sinh do vấn đề có lỗi về vấn đề phát triển về trứng. Và thưa quý vị, có thể thấy là có nhiều phương pháp hiện đại được áp dụng để điều trị vô sinh. Tùy thuộc vào bệnh lý thì bác sĩ sẽ tư vấn hoặc là chỉ định hướng điều trị để đạt được kết quả tốt nhất. Và sử dụng sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe giúp mang thai tự nhiên cũng là một trong những cách thức hợp lý, phù hợp với khả năng của nhiều cặp vợ chồng đang mong con. Và Ovamed Plus và Ovamed Premium là sự lựa chọn phù hợp cho nữ giới trưởng thành đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai cần bổ sung sức khỏe ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, thật tiếc khi phải nói rằng đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã phải khép lại rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia vì đã mang tới những thông tin vô cùng bổ ích ạ. Và đồng thời thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Nova Pharma CTK đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng lần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.